And I continue year after year working very close. Yours is? Phim kinh dị, phim động vật. Really? And yours is? Phim chúng tôi đã bóc được chủ đề là phim kinh dị. Nhưng mà khi bước vào ngôi nhà này, trước khi bắt đầu nghĩ bất cứ kịch bản gì về phim kinh dị, đã có một chuyện rất là kinh dị xảy ra tại căn nhà này. Chúng tôi đã phát hiện một xác chết. Với thế lại Tiểu Cương.